Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 9, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề về công tác phối hợp thực hiện chỉ thị số 18 CT trên TU ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấn chỉnh trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đối với đơn vị xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu. Qua báo cáo của hai xã, thời gian qua công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng luôn được cấp quỹ chính quyền xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu quan tâm thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, hai xã đã ban hành tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt thực hiện. Đồng thời, Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Tế, xã Dĩnh Châu chủ động phối hợp với đội trật tự đô thị, phòng tài nguyên môi trường thường xuyên kiểm tra và giám sát các trường hợp xây dựng trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đã đạt được những kết quả khả quan. Ý thức của nhân dân được nâng lên, tình trạng xây dựng không phép giảm dần. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tình hình vi phạm trật tự xây dựng, sai giấy phép xây dựng, lấn chiếm đất. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Vinh Tế xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp xây dựng không đúng giấy phép, một trường hợp xây dựng không phép, kiểm tra giám sát 26 lượt, qua kiểm tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nhà nước quản lý. Quỹ ban nhân dân xã ra quyết định xử phạt hai trường hợp xây dựng không đúng mục đích trên đất nông nghiệp đồng thời phối hợp phòng tài nguyên môi trường kiểm tra việc chuyển đổi từ đất lúa sang trồng giường không đúng mục đích sử dụng có 19 trường hợp trên địa bàn xã Vĩnh Châu có 7 trường hợp vi phạm lĩnh vực xây dựng và 201 hộ vi phạm cất liều trại lấn chiếm đất công trên các tuyến kênh nhìn chung các hộ dân chấp hành thực hiện việc đập phạt và khắc phục hậu quả theo yêu cầu của địa phương tại buổi giám sát các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắt tồn tại trong thực tiễn công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn hai xã cũng như đề xuất một số giải pháp để sớm khắc phục trong thời gian tới